sẽ có không bao giờ thấy sáng sáng giờ nó giống như là nó bị rồi này đâu mà biết sao không, nó có cái xe rồi bắt nó ngồi sau là nó biến thành một con người khác. Nãy giờ trên nguyên một chặng đường nó có thuyết phục tao là cho nó chở mà. Phải là nó phải chở thì nó mới bắt đầu chiến lược của nó mới có cái bay xa đúng không? Dựng dựng giống đứng lên. Chắc ông xíu lông mai không kỹ á. Ông nghĩ là đâu có động viên nó đâu. Không, tại xe mày chạy rung quá nãy giờ. Ốc này nè mà nằm góc dưới. Lấy hồi kiếm chỗ nào xíu lại không ta có luôn nè, kêu đưa cho thằng Khang xíu lại luôn. Không, nó xíu nó cũng xì à, đảm bảo. Dạ dạ tao. Không sao hết đó. Không sao đâu. Cái này nó hết nhớ chạy nó hồi nó khô à. Hồi hết nhớ chạy nó khô à. Nó quay vậy à. Quay là mình như là tôi nó có một cái này nè. Quay cái gì vậy? Nó quay cái gì dính đó mà. Trái không trái bằng hổm nha. Trái đó giống như là Durant. Warrior thắng, nó cũng chửi. Warrior thua, nó cũng chửi. Má không tao tay không hết thôi. Cái nói chung là cái này đó. Ủa nó có quay tiếng không vậy? Đây là phóng sự Vũng Tàu. Đây là một tình cờ gặp. Ô, chào anh Cam. Ô, anh Cam chở ai theo vậy? Còn đây là tài xế của tôi, Minh Duy, phóng viên thường trú đại diện hình Vũng Tàu. Đây là biển. Hiện thời bây giờ tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra hết. Đây là không ai. Rồi đó, hồi tắm lại ở đâu? Đó, trên kia chỗ tắm lại. Trên kia. Có người tắm hả? Trên kia. Trên kia là ở đâu? Đó, cái nóng mà. Xe đây nè. Ơ mẹ ông già ông dịch cua thôi thôi đi đó thôi bỏ. Lật dai. Lật dai luôn. Ủa sao mày đi xuống được vậy, mày nhảy xuống hả? Nhẹ mà. Ừ nó đi đây nè. Rớt dạt. Còn gì đó không ta? Lấy bịch tròn ra. Mày để cái bịch chống nước của mày đâu. Ủa thiệt hả? Để qua kia kìa. Thôi cần mày bỏ vô cốp đi. Thôi thôi để đỡ chứ giờ đủ bịch đâu cũng có chỗ cuốn đâu. Không có chỗ đâu. Để đeo có chỗ cuốn đâu. Thôi thôi để đi. Để hồi xíu đi. Xíu vô mấy tờ két luôn. Trời không quá. Vô tiệm trà sữa. Rồi đây chụp đi. Mày đưa cho Minh Quang đi. Nó bỏ cái bon ở trọng á. Mày có đeo cái bon không? Mất kiên nhẫn rồi đúng không? Rau đậu mà mất kiên nhẫn gì? Ủa rồi rau tàn có cái rau màu vàng ghê á mày. Rau đậu mà bị bạc các bạn. Này tao chuyển lại tụi bay hôm bữa đi thác á mà thôi Đà Lạt cái ba tao chửi đó nè. Đúng mẹ nó có cái cây quăng qua đéo được. Gì cây nào? Ba đó. Kêu tao đưa qua cho ổng á. Chụp hình cái thác á. Mà nước nó giống như là đá như vậy nè. Nhưng mà nó có thêm nước nữa, rồi có rêu nữa. Rồi ổng bắt tao phải lội qua cho ổng á. Thấy mặt lùn nó mất dạy không? Hỏi tao đéo đi đám vụ má. Rồi nè, rồi xong nè. Rồi đủ rồi đó. Đi lên lấy đồ. Rồi nè Di. Để nó dài. Nó dài không sao? Dài tháo gì dài ra, giờ mày cột vô vậy? Trung Quốc có ba coi chừng đó ba. Hả? Khách Trung Quốc á. Ồ má, nguy cơ cao lắm á. Campuchia. Campuchia. Không chắc đi Campuchia thôi à, chứ phải rồi. Mày biết sao không? Tao nghĩ là điện thoại nè, ví nè, không như cốc xe. Tao nghi nửa tiếng nữa là nước nó lên nó luôn á. Vô nè. Vô đi. Tao lấy tao lắp cái vỏ chiếu lại cho mấy ảnh đó. Mày đưa cho Minh Quang đi. Nè. Mày đưa cho Minh Quang. Đâu quá mày đéo có chơi cái gì gọi là bóng rổ hết á. Dở hoài quá mày. Rồi không chưa? Mày có sợ chết không? Dạ, đéo sao rồi.
ta có nên đợi nó không không phải không? Không à. Nó để đâu vậy? Bán xe. Dùng đại không sao Duy ơi. Cái mày ảnh mày để dưới ôm lật lại. Ừ đúng rồi. Đừng bị nắng thôi. Rồi đi. Ai Toàn ơi, vậy tao lại dính vô miếng nước rồi được không? Cái lồn này Duy, tại sao vậy? Đi. Mày di chuyển ra chỗ khác chưa? Rồi rồi, nhưng mà mày nó múc nước kìa. Đi qua được rồi không? Duy đỡ đi qua đây luôn đi Duy. Duy. Rồi vừa tắm vừa canh. Bên á. Để đi. Để đi cầm theo Duy. Ủa sao cái này nó bị vậy ta? Nó mát quá. Ba chiếu nữa là sạch rồi. Trụ quá mày đi, cái đó nó đá vô đá, ác hơn các bạn. Ở đây hụt sao chết. Ghê vậy? Hụt chân mày chỉ hết hồn thôi ba mấy. Minh Duy thường trú ở ngoài này mình nó hụt cái là gãy đầu gối luôn đi luôn á. Ra chút nữa là sạch đấy. Lột khác. Cứ biết được mưa là cái gì. Berlin. Cái già nó không sợ, không gì mình sợ không. Cây ở đâu đâu. Mày có chắc không? Chắc đụng má mày ở dơ hơn đây nữa, mày làm quá. Không có đâu, không ở dơ nha. Đủ quá trời, mày tao làm nó sạch đi. Kể quay lại cảnh này đéo. Thôi được rồi. Nhục cái quần lên. Tính nhảy lên trong lúc mà không mặc gì hết. Thấy mà, không. Không thấy được à. Nhưng mà mày thử coi. Nhưng mà giả bộ như là tao mà nhảy lên thì mày phải cắt khúc đó đi mà. Tại vì nó không mà mày xem sao, mày xem sao. Tao sợ hãi quá rồi. Thôi thôi. Bây giờ tao đang trong giai đoạn mà đuôi gái lại từ đầu qua thì phải giữ mình lại. Đồ quá, cứ lại từ đầu. Thôi ba mày nói vậy tao phải cắt cái này ra phải không? Cái hôm này ra tao chết mẹ. Thúi. Mới luôn nhân á. Lại dây. Không thấy đâu. Tao thấy không. Đổi dây. Hồi đó lùng nhân chơi với quần không mất quần. Đồ quá. Tao đang chờ nè Duy. Tao đang chờ nè. Không ba. Không được. Hồi đang nở ơi. Không được. Hồi đang nở ơi. Không được. Hồi nhà nữa là đỏ. Không bắt kịp đúng không? Kịp. Nó đâu có bắt né đâu. Nó quay hết luôn mà. Nó quay đề với mẹ phone nè. Rồi mày được chết xuống à. Đừng có người đâu. Vòng đi mua đồ không được. Ừ đúng rồi. Vô te chờ đi. Lồn đi. Ủa mày lồn. Lồn dưới nó muốn mẻ. Lồn dưới nó muốn mẻ à. Ai mẻ chưa vậy. Nói người mày trời xoài mẻ. Mày còn muốn ói nữa. Đừng má. Tao lại mày gì. Đi đụng mắt cười với camera đi con. Mình gì không gì. Thấy tao. Ủa mà tao để xuống vậy nó thấy. Nó đâu có màn hình đâu. Có ba, nó có màn hình nè ba. Ủa mới dẫn nè, đủ mới dẫn hoài. Ủa mới đồ xịn đó ba. Ủa má. Ê, xin chào. Nó lại đâu rồi. Sau đây là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Tầm nhìn xa 10 km. Gió dông bão cấp 2, cấp 3. Chỉ có một tin tức là tao hiện nay Donald Trump đang bú cu. Rồi tắt đi. Đâu mà, quay qua đừng đánh mà. Đó. Quay cái đâu mẹ. đừng tao thay nhau tắm đi, nước yếu quá à. Đủ mà, đủ mà.
không đủ thôi ra ngoài sắt luôn rồi. Tao ra khoai luôn rồi nè. Đủ nữa tao ra. Ai thiếu thì mua thêm xong tao đủ nữa. Vậy ở đâu? Khoan từ từ, ừ đúng rồi, uống ói chết nên bây giờ tao nghĩ là một loại nước trái cây. Cái này không phải nước trái cây, mày khùng lồn quá gì. Bây giờ nè, cái này là nước. Bây giờ mày mua uống ngay không, mày bỏ 50 ngàn mày tự mua mày uống. Nó đang mua uống. Sao mày kỳ quá, mình thôi chứ. Thôi từ từ cái gì. Mình còn Family Mart mà, không sao đâu. Mình cứ mua trước chai này đi. Khoan từ từ lại ra Family Mart nó rẻ hơn 20 ngàn hay sao. Đứng chỗ rượu 20 phút. Tới 20 phút lựa được chai rượu. Hả? Ui kỳ bên mình mắc quá vậy. Ui Sting đi. Sting á, đúng rồi á. Sting pha khó. Rồi Red Bull cũng được. Nói chung cái gì chua chua. Đồ má Red Bull uống thất luôn á. Cái gì? Nó đưa ra được má vodka cái xấu. Tôi ghi đó, pha pha như cái gì. Mình nói ra uống sao cho đục. Mày có cần gõ cái tên của gọi người ta đưa cái chai mình vô. Mua này ra có cái tô để trộn đồ nè. Có cái tô này nè. Lấy mua tô chừng luôn hả? Lấy mua tô chừng. Tại sao để mới được cái này? 6 chai tặng một cái đĩa. Một lốc hả? Cái thố ba. Mày mình đọc cái đĩa đâu kìa. À đây cái đĩa hả? Subscribe nè. Khang chửi mẹ nên tao hỏi đó rồi. Ông biết tao hỏi đó rồi. Ủa Khang cái này có mua không? Không. Trong một kia mua. Chắc là ngoài kia rẻ hơn không? Phải rẻ hơn nữa mà giờ mày xách ra ngoài kia mất công. Hợp lý. Thì nó tên rồi, cam mà thích gì cũng cam hết á. Cam đi. Thì một cái cam một cái ấy đi. Một chung mình phải theo ly đi. Mà đủ rồi. Rồi đi. Một chai pha có 2 là 1 ít. Sao khoai từ từ tới được phòng. Biết. Rồi là không ăn được gì nè. Rồi đi. Giờ cá đi. Giờ cá hay là muối. Muối thôi. Muối thôi, muối thôi. Muối thì 40 ngàn. Giá cá rẻ hơn. Ủa sao giá cá rẻ hơn vậy? Có giá cá 49 ngàn. Ở gì hả? Nó nghe được hả? Vậy là một cái hả? Dạ muối đi, lấy muối đi. Anh nói đâu? Thôi tao nghĩ một cái là đủ rồi đó, rồi bỏ vô đi. Không, chắc chắn là hết luôn, tao cá luôn. Mình hết với mùi gì mà thêm cái gì? Mỗi đứa 1 ly, thôi nó thích pha kiểu gì pha, gì ừ. Mất công lắm. Uống rồi đó, mà pha tùm lum mất công lắm. Đủ gì đâu thì cá đó. Ê mày hàng lồng tưng tưng có thật không mày? Mày bỏ vô lèo. Lát nữa mày lấy cái chai lít rưỡi nãy chục con theo xe mày đúng không? Trộn vô. Máy chai đó để hồi nó chảy nhựa. Dở thôi đi. Không sao đâu, nhựa mình sống ở Việt Nam nhựa nhiều rồi. Sao lồn á yêu. Nước vô tầm mấy cái nước này chua chết mẹ luôn. Mấy cái này nè. Ừ, mấy cái này. Mấy cái siro nè, uống. Mấy cái siro này không có ăn mấy hả? Đang có nó siro này nè. Ý Khang nó siro này nè. Nó suy nghĩ là cái siro nó gì chua nhưng mà pha khó. Ừ, tại nó đặc lắm. Ừ. Vậy hả? Ai thiệt ra. Tao nghĩ là mình phải kịp mình phải kêu mình phải lấy hai một bình ở đây ba trên một bình sao đủ đảm bảo là cái này với cái này là đủ cái này hả uống nguyên đêm luôn mà mày đây đủ thêm đủ quá chứ mày pha ra lỏng le ờ nó lỏng quá tại vì cái này có nhiều cái này lại nhiều hơn này nó pha có 2 lon Red Bull thôi đó 2 lon Red Bull có 700 ml mà bình này 1 lít rồi tao cũng đéo biết tao uống mà tao chúng chết rồi đủ có đừng thí nghiệm với tao. Có cần topping đồ chân châu trắng đồ. Đi mua lọ. Đồ ăn đi. Không mua lô gì. Mình đúng là những người đi chợ dở luôn á. Đồ ăn. Ở đâu? Thẳng trên kìa, Khang nói thẳng ở trên. Ê mua đồ giấy gì ấy luôn trong đây luôn hả? Ở trên á, đồ giấy mua mấy cái giấy rồi nè. Đồ giấy là chỗ ở trên á. Bán chung với lại cái lọ. Cũng không gì hút đi cho nó hai. Hai mấy liền xuống rồi. Tụi em muốn chua mua một trái xoài kìa. Nè đồ đóng lạnh nè. Đâu? Tụi bay đi vô mua bột ngọt làm gì vậy? Ông mua đồ ướp ta có ướp gì không? Ướp nướng gì không? À lấy kem muối ướp xanh. Ông gì vô lấy đồ cái này ướp nè khang cho coi nè. Ướp không? Không, cái này chai này nè, cái này tao thấy ướp nè đúng quá bị ngon luôn.
Cái này là... mày có muốn thịt nướng đâu? Nhưng mà có... ý là ăn cái gì? Mình... quy sạch tế tôm nè, ướp ướp tôm. Ướp tôm là gì nữa? Bánh tuột. Nhưng mà cái này nướng được luôn á. Thiệt nè, có cái sốt nào không? Lại sốt chua hải sản nè, không? Cái nào ướp thịt hải sản. Thấy là cái nào nó cũng vậy mẹ ơi. Không, nhưng mà cái này ướp ngon mà. Ướp này ướp thịt. Cái mẹ đi cho ta đâu. Ừ, lấy đi. Có 20 ngàn hả? Rồi xong. Vậy có lấy không? Cái này 9.000 hũ à. Rồi xong. Đi hết luôn. Tăng muối nhựa nữa ngọt hơn. Ơi cháo xanh nữa nè Khang, quên quên quên. Nè. Đủ quá. Tẩy quá cái vậy. Không ai cản được gì. Mày chỉ tiếp tục. Ê mày tôi để thôi. Không được rồi biến. Đàng hoàng không em ơi, mày đừng nói ra, mày ra khỏi cái xe đi. Không. Mày tông đổ cái này cái là không có tiền rồi đâu. Ủa hải sản Khang, hải sản mà hải sản tươi ra kia mua hả? Thôi lấy này đi. Có ai thích ăn tỏi nướng không? Gì? Tôi sợ một hũ sa tế đủ rồi. Đủ, đã rồi. Còn nước bạch tuộc nữa. Nước bằng cái thịt nướng. Rồi lên lên điếp. Cả tiếng rồi. Dạ hả? Bạn ngủ cả tiếng mà. Ta tính nghe mày ngủ buổi trưa có 1 tiếng nữa là mày hơi đã hơn mày ngủ 8 tiếng tối. Hợp lý. Thì mình tốn xăng. Tính giờ tốn bao nhiêu? Tốn hơn ví dụ tính mà tổng quãng đường đi của ông Toàn đi coi như 120 đi. Thì của mình có 150. Giờ chờ lấy xe mình đi tiếp. Thử không? Không. Mr. D. Này nóng quá ta. Chỗ này khó thấy lắm, đi lố mà. Dạ hả? Ở đây nó đâu có gì là điểm nhân diện đâu. Nhìn giống như cái tiệm tập hóa. Ừ, nãy tao với Duy còn tưởng vậy, nó đứng ở chảnh chợ á. Biết vậy nè, mua cái độc phộng này có vẻ ngon. Có ăn thử không ta? Ờ, không biết cái đó. Cũng vô là cười. Lùn quá. À, nhìn cái cọng rau vàng của Toàn ngứa vậy chứ. Ê, cho tao nhổ rồi. Nó bị bạc các bạn, mà chưa các bạn hết. Đốt, đốt cọng đó, bây giờ cọng mày đốt cọng đó. Tao nghĩ là tối mày ngủ quá, mày nên bịt hết. Mày đủ cái não rồi bà. Thấy không, thấy không? Má nổi ngứa. Quay không? Quay thấy không? Thấy không? Đi cái bọn cái nào mày mẹ tôi. Dạ. Nào rồi. Thế mày. Rồi nhiêu? 2 phần 3 trái thuốc nào vậy? Thời tiết ngày hôm nay
Xin chào. Hay lắm Toàn. Chịu quay về. Toàn ơi. Thả ra luôn ba, thả luôn cho nó. Thả luôn, ừ đúng rồi ta. Hay lắm Toàn. Xuống đi Hiếu ơi. Hình như nó mưa rồi. Hả? Ta đang quay mày nè. Ừ. Đây là Hiếu phải không em? Hiếu. Hiếu. Hiếu đang bừng nước. Sao xe Toàn quay dễ vậy? Chỉ vô chịu á. Và đây là các thanh niên đang cố gắng vượt qua mỏm cát. Nè đủ má mưa nè, vô đây nằm. Cố lên gì? Chụ xuống, chụ hai chân xuống, chống hai chân xuống. Không ai mày phải ngồi lên mà. Chạy đi Khang, để dẫn đi kìa. Các bạn, các thanh niên này vẫn khó khăn với việc ăn hành. Anh Yên. Khúc này nè thì vẫn còn mây nè các bạn. Nhưng mà đây là mây tan rồi nè. Nè tan. Tan thịt trơn rồi. Nói chung là kệ mẹ đi. Tao đi vô đây mà nó hết sạch luôn rồi. Rồi phải dặn số 1 thôi mà nó ghê. Không mà tại nãy nó kéo mẹ thôi chứ. Để đi. Để đó. Để cho sáng kêu quay đi. Bây giờ đi đi đỡ rồi. Che lại hả? Cái đồ nào mà cần cất dẹp thiếu vậy ba? Không, không biết nữa mà thằng thiếu nên đi
chắc để đồ ăn nó đi đi trước mấy ảnh giùm hiểu chứ. À không lấy được mà đi. Đồ từ từ nó chậm. Rồi sao được chưa? Mày bị thiếu một lỗ rồi bạn ơi. Có đi. Hả? Luật làm là bóp bóp phá sẽ không nghe là hai hơi xong truyền truyền qua trái thường là vậy. Hai chứ hai chứ. Ờ quên tôi đi lấy cục đá thử nha thử nha. Mình mình. Ê đủ má mày có bao giờ xài đi nhậu đi vậy chưa? Xài máy ra đi tao xài rồi. Mày chắc không? Chứ tao qua nhà. Tao không có tin mày đâu. Nhà bạn tao xài không tin luôn á ba. Xài máy cày không à nên xài máy này nè. Dùng có nhiều quá vậy? Ừ ba. Dục vô chạy ra nha ba. Để tao chạy. Chạy hướng này nè. Thử thử. Không có gió hỏi hướng đó đó. Rồi xong sai rồi. Mà là để thấy ổn rồi kìa. Dục giỏng luôn, hang dục giỏng luôn. Không, nó không lên, nó không cháy vậy, nó không lên rồi. Không đi xem cháy. Nó được lâu á. Nó cháy thì nó cháy dài sao á. Bốp mày bỏ mấy cây vô luôn á hang. Ừ. Bỏ ai diêm vô đâu cái lộn gì. Đúng á. Thì bỏ ai diêm vô. Mày đừng có bỏ ai diêm vô nữa. Không, thấy bỏ đúng á, bỏ đi, cứ bỏ đi. Bỏ được ba, bỏ được ba. Cái này nó cháy, nó khó cháy mà nó cháy dài á. Lấy cái chai ra ba đủ. Thì nó khó cháy mà nó cháy dài. Lấy chai ra đi. Thích thì gì? Thôi ba, cái này thích tao nằm chậm luôn á. Rồi sao tụi mày có kế hoạch gì cho cái này không? Không phải cháy vậy hả? Có người tháng đủ. Này, tao nếu hiểu tại sao luôn á Khang. Tao nếu hiểu tại sao luôn á Khang. Hiểu cha rồi. Đụng mà nó nổi đùng cái chết mẹ hết. Má khói vô mặt tao là ôi trời. Ủa cái này phải tự quay tay hả? Không zoom được á, zoom zoom cái đằng sau nó ngược. Không ý là lấy nét á. Ờ rồi. Sức quá mà mày né, mày thấy nó bay từ mắt rồi mày né. Hồi xa ra chút. Sao này mày không nướng hả? Khó cái thứ mà tao nướng được không? Tao nghĩ là mày nên qua chỗ Duy ngồi vậy bà. Thôi tao đứng luôn.
chửi vô mặt mẹ. Mấy con bắt tụng này sắp chín ra nè. Cắt đi. Minh đưa tay điện thoại. Ai à? Mập lì. Nhấc ra đi, nhấc ra đi, lẹ. Alo anh hai. Tại. Đúng tay anh hai. Đứng. Để nguyên con đúng không? Thứ ba anh hai. Ủa bà tụng nó lâu chín lắm rồi. Ăn kia con nhỏ nhỏ này mau chín mà. Có rồi đó. Ăn nguyên con. Hello mẹ. Tới là sáng rồi, giờ đang ở ngoài hồ cốc luôn rồi. Đang cắm trại. Mưa xíu buổi chiều rồi. Giờ trời đẹp lắm. Kìa chị đó. Cá ướp cái đỏ này không biết nó chín chưa. Sao vậy? Kể gì? Tên hai tao. Chửi mày à? Nói gì? Thêm một người không nói chuyện với tao nữa. Mà liên quan gì đây? Thì ổng không biết, nói chung phải nói ổng biết trước rồi, rồi nói là thứ ba này thi rồi. Thi gì? Thì tao đi thi văn hả? Cuối cuộc đời tao. À, thi xếp bằng xe riêng xe tốn cái gì bổng hả? Ừ, kiếm đi. Là mày thấy gì? Là mày toán anh rồi. Ừ, toán anh. Nè, mấy con này chín đó nè. Ủa, thi mà liên quan gì với ổng mà không bán. Ồ, thì đúng mà ổng cho tiền cho bữa giờ. Cái gì? Tại không có dù, à lộn. Ý tao anh tao là anh đúng nghĩa đúng không? Là lo từ đúng luôn á. Đúng không? Đúng không? Đuổi ra đâu? Kìa mày chậm. Tiếp luôn. Ồ, má quay phim vậy rồi. Lỡ rồi, sao giờ quá. Rồi nè, thôi nè. Rất là nhiều người. Khen chạy đi, đụng mấy thằng cái nổ, đụng cái dùng vô chơi hả? Lộn đây, đụng mấy đá cái bật đá không ở ngoài đi, đụng mấy đá ngoài đi ba, ở đây nó rồi. Đó, đừng giận kìa, cái bên mình bắp á. Dục lên núi rồi, thầy. Dục xa xa rồi, thầy ơi. Không lên núi rồi, thầy. Lên núi rồi, thầy. Lên phải mày á. Phải, đúng rồi, đều phải lên. Đúng rồi. Đủ nó đến dưới à mà. Đâu rồi, đâu rồi. Em đi luôn. Rồi, sao rồi? Đủ nó lên dài, từ giờ nó xuống mới sợ rồi. Rồi, ngồi vô. Bây giờ, không. Đứng đây, mọi người đứng đây. Rồi bây giờ, thằng Heo đi xếp máy. Nói chung là nhiệm vụ của mình là mình buộc chặt cái lồn này trong cái lồn này. Để mình lấy cái dây. Tiến sĩ về rồi. Mày lấy cái dây mày quay. Ê, tại vì mày lấy cái dây hơi bị ngắn á. Cái dây nó co vậy đó. Giờ mày ngắn hay không mày cũng có vậy. Rồi làm cái gì nữa? Coi được rồi. Mình quay cái này ba. Quăng hả? Ủa này nó phải làm theo ấy mà. Thử, tao chưa chơi cho này bao giờ. Thôi, rồi đó, tao quay vậy. Không, nó phải vậy đâu, đây nó phải làm cái lồn đó ba. Không đâu. Tao mượn không quen. Ra không? Cái này không phải, tại biết sao không? Tao đứng qua đây nha. Từ 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 ra đây chỉ. Mình còn không? Khoan. Lấy nét đã. Đứng có lẽ đây là lần cuối cùng các bạn nhìn thấy hình bóng của Phan Duy Khang. Từ từ. Đâu?
té sẽ mắc lồn quá. Lúc đó mày lúc đó mày lại té cho được. Té được mấy chị em đâu, mấy mày mày sao vậy? Mày nói với tao là mày tỉnh lắm mà. Lấy đá rồi, đá chân vô bây giờ. Ngon rồi. Mày lật xe bí luôn hả? Tao có polyvidin á. Mày đủ đỉnh luôn. Bây giờ tao lười lấy. Polyvidin là gì? Thuốc giảm mắt hả? Có tiền gì vậy? Có polyvidin là thuốc giảm đau cơ. Là ông ba ta còn chưa? Ta còn anh đưa đi cho người đủ mới mình mới đéo đau được. Thì nói coi ta nghe cái tiếng gì vậy? Cái tiếng sụp đó. Sụp sài sụp sài. Mày tao làm sao? Đủ mới đủ. Mày nhạy cảm. Tao tưởng thằng nào đủ quá. Đi từ sau lưng đủ mới hiếp dâm. Ca khúc đình đám còn xưa. Đây. Ca khúc nổi cả thời. Má bay còn bất ngờ. Đổi số. Sao đâu ba đủ mấy cắm chạy mở dơ rồi. Ba gì nhìn tóc. Cắm chạy mở sạch đi. Lý do làm tóc tao không dơ được rồi. Tao có dơ không? Có nhiều cái bụi lồn. Tóc nó không biết like tao ba. Hả? Để nói về tóc mà. Ông nó đang nói với về con Mai Anh. Kỳ quá ba, tao không có thích nó ba mà sao đừng nghe được. Thì đủ má thì đơn giản là vui thôi, có lồn gì đâu. Vui. Cái đầu tao nó bây giờ tao đang vui. Trời ơi. Trời ơi, tao không bao giờ có cảm giác em tao đang đảo vậy đó thôi. Mẹ đi. Trời ơi, đi mẹ sướng bay lồi luôn á, tao đéo muốn bỏ mắt luôn á ba. Ủa mày không đem bỏ mắt hả? Cái hàng lồn khen nè. Đi khen là còn. Nhiều ngay tại mày mày cuộc đời tao bây giờ mới thất bại á khen. Sao vậy, sao mày nói bậy mày như vậy? Hay là một con người đủ mới gọi là luôn á. Gọi là luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa má không có khen thì hôm nay mình đang cất rồi. Đi đéo được ăn đâu. Má nướng cất đi đủ má quên. Dê ơi nướng cất dê. Nướng cất dê. Tao có nhưng mà thôi không. Cào nó đi dê ơi. Để nước hả? Minh dê dê mày anh chiếu mặt mày á. Chiếu mặt mày, chiếu vô mặt mày. Chiếu vô mặt tao. Dê Khang. Đây là cuộc đi không ấy vui nhất. Không có tao mà hai bể cá liền. Đang chỉ mong chờ mặt trăng lên thôi. Trăng lên nãy giờ rồi con đi chó. Nhưng mà nó bị tao là cái này mày biết là cái gì không? Đây là đủ mà thủy thủ mặt trăng đó ba. Không có đâu. Naruto với lại Naruto gì đâu ba. Thằng Nga đó ba, bóc lột thằng Nga đó. À rửa xe thằng Nga xin lỗi. Quên. Bóc lột Nga. Tao là đủ mới lâu lắm rồi, đủ mới tâm yeah. Tao đây đi Minh bao. Không ba, đủ má tao. Tao chỉ có bao cao su thôi. Không, tao không có luôn. Khổ vậy đó. Mà nó vẫn chưa rep tao ba. Cái lộ gì? Sao mày lái nhanh vậy, mày lái lẹ luôn. Để ngồi dậy, không có được năm mới lên. Mới lên các bạn. Sức Minh giống gì hồi lúc năm 1 rồi. Không ba, không đến mức đó ba. Trời đủ có 5-1 hả? Mày làm cái lộ gì lúc 5 lúc mày lúc 5-1 quá. Mày biết cái trường là... Mày biết cái trường làng Gia không? Mày biết trường làng B. Trường láng dài đồ phải giải làng. Đồ phải làng dài. Trường đủ quá thúi phải lồn luôn á, đéo hiểu. Đéo cái tên trường vậy luôn á. Đéo hiểu mà không bởi gì. Cái gì chim quên mẹ rồi. Hiểu ba. Chim láng. Câu ba đéo hiểu ba. Trời ơi kỳ quá ba. Cái tỉnh lâu nó kỳ quá liền. Đủ má chim láng. Ừ đủ má. Ông ơi vàng lai gì đâu. Kỳ ghê phải lồn luôn. Vàng lai dài láng gì đâu. Mình lại cái đó là lý do duy nhất để mình điểm xe ba. Có chụp hình lại không? Hả? Mình có quay phim không? Ê, là bên bờ nó chỉ hát như vậy mà nó chơi hát thôi. Đủ má, khen lên cũng khen. Đừng có khen. Ê, lấy nước xuống, lấy nước xuống. Nào đi ra lấy nước xuống, tao đi ra đi. Chu pha. Đã đi rồi. Cô vợ Duy. À đúng rồi, ở dưới đất tao có chai nước xuống hả? Lộn gì vậy ba? Ê, có nào chỉ tao cái này nhẹ ra. Ta-da!
Ủa cái điện thoại là để trên lưng đâu rồi? Sang, Sang, trả đi, tao muốn điện thoại tao bực lắm á. Mày biết mỗi lần tao bực là sao rồi cái gì? Hả? À. Ôi mày cuốn cái cây xịn hả toàn? Ừ thì cuốn, tao cứ cuốn, nãy giờ tao cứ cuốn là một chút cái này một chút cái kia mà. Vậy thì nó đâu có biết được cái nào hay ngon cái nào dở. Thôi được rồi. Không ba đậu má chứ. Mày thấy đậu má mày cuốn như mày 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 phải liền cái mày đéo làm gì được mà. Đó rồi xong. Tao muốn 100% cái kia. Không phải bà đây. 100% kia hả? Không phải hả? Phải bà đây. Má đây là Linh Anh. Trời ơi, sad man, sad. Beauty call. Tao rượu má gọi là ăn cát cũng thấy ngon. Tao tao liếm cô ta vậy? Tao liếm cô ta. Tao tao không muốn bị liếm cô ta đâu men. Mày có thể giải thích lý do tại sao mày ăn cát cũng thấy ngon không? Dạ. Rượu má lều mày mày xấu người ở trời ngủ vừa không? Đủ má vừa sao không? Nếu sao đâu ba thề mày luôn mò mày ngủ là mày đéo biết một mẹ luôn. Cái đủ mấy cái lều này mà nó rộng như nè. Là đủ mấy lồn của Mario vô qua vậy. Lớp 9 đó, nếu mà bây giờ tụi mình chơi xong cuốn này á là bây giờ mình mới có chưa 9 giờ rưỡi mình đã đi đi ngủ rồi. Thù mới vậy luôn hả? Mà má hôm nay các cậu chơi chưa uống hết bia hả? Ừ, cuối nữa đi đủ má. Bia nè, nghe là tao. Mà bia uống hết chưa? Có chắc chắn vô. Bây giờ uống nước đi, uống nước một vòng đi. Uống nước một vòng đi. Ý là tao uống. Ở ba uống một vòng đi, thề luôn á. Im lặng nghe chưa? Nó địch đó. Bỏ cục cá đít đó. Tao nghe mặt tao luôn của tôi. Tao có cảm giác có luồng khí lạ vô mặt của tao. Nó đù má. Đù má. Má tinh hoa của mày cơ. Đù má. Nó địch mặt mẹ hả gì? Đù. Không phải do họ mà bởi thôi. Đù má. Đù rồi, sao không thấy rồi. Nó đù như cái luồng mẹ luôn á. Má đẹp tình đường là mày có được cái mùi luôn á ba. Đi ta tới thì ngủ mày đủ má trong mày Nobel luôn á. Nói với tao còn nhiều. Nói về với địch thì tao còn nhiều hả? Không, nói về ngủ với tao còn nhiều. Ê, đừng uống miếng nước nó lại. Ờ, đưa đưa, khui dĩ dĩ dĩ. Khui bình nước đi, khui bình nước đi, khui bình nước đi, chuyện mà ngủ đi. Ê, Minh cầm tới điện thoại. Tao uống hết bên kia đi, khui bình này. Ủa, mà hết bên rồi. Bình phía sau quá. Còn khui lẻ. Nó còn giam. Ối à. Ối à. Ừ đừng có nằm, mày cứ ngồi bình tĩnh đi mày nè. Chứ lộn hồn đâu ra đó hay vậy rồi. Không biết. Nó làm cái lộn gì vậy? Nó làm cái nãy hả? Nó làm cái giống gì con hải cẩu hả? Thôi vậy làm cái gì? Vậy hả? Ê đâu má. Má cái skill mày đúng là vô được tôi. Skill là đủ. Ê biểu diễn gì đi hả? Biểu diễn gì thì khen. Mày có đủ cái chiêu gì không khen? Mày đủ má chỗ cho mày coi đi khen. Thôi đừng ném cái trong lều nha. Chiêu chiêu đó. Thôi tao lấy nè, tao đang mở để cho tao mày tôi. Ủa từ từ, không phải khúc nào quan trọng đó rồi mày. Tụi mày đó kìa. Đường ba đây đúng luôn. Đường ba đừng chọc toàn ba, cái này là quan trọng mấy giờ tao thèm lắm. Giá như toàn đừng có ném cái gì đủ má gì vậy. Thôi chuẩn bị vô lều ngủ ơi. Đấy, đồ má mày cứ ngồi chơi đi, cái lộn gì. Bây giờ mày có biết là bây giờ mới 9 giờ mấy không Khang gì? Tao nói thiệt luôn á Khang, bây giờ mày có ngủ 12 giờ ngày mai 7 giờ mày dậy mày vẫn khỏe Khang. Thôi, mày buồn ngủ nhưng mà sao mới có 9 giờ. Mày nói là mày không có phê gì mà. Không buồn ngủ. Tao ước gì ở đây có một quán bia nữa. Để tao, mình đi xin bia được không vậy? Không ba, đừng ba, nó nói gọi đừng làm việc ra mà. Thì người ta không muốn làm việc mà. Ê, mình dọn đồ mình vô mình vô ngủ đi, hợp lý hơn á. Ừ thì tao nói đó. Tụi bay vô trước đây, tao hết ngồi đây, tao đang ngồi. Trong đâu còn gì, ngoài đâu còn gì. Không, nhưng mà từ từ đi, giờ chưa dọn đâu. Ý là tại ngoài đây sáng mai dọn. Ừ, nhưng mà ý là mình đem gì trong này mình khóa lại là mình ngủ luôn á ba. Mình vô mình vô ngủ á. Chưa đâu ba, bây giờ mới 9 giờ mình ngủ cái gì vậy đây, nếu mà ngủ đâu thì tắm đi. Lần xong mà cứ ngủ mà phải cả 200. Ừ, nếu rượu lần sau. Nấy rượu cỡ 6 đứa rồi. Buồn rồi nèo nè. Đứa hôm nay ăn gì cũng vậy. Ủa đâu có. Ủa 200 đứa có mấy chục người. Bốn năm đứa cũng vậy. Cứ nhớ là mày đợi tao một xíu đi rồi tao chưa đưa. Dạ. Ê hình như nãy giờ tao chưa đưa nước mà đúng rồi. Chưa phun. Ê mới nhìn thằng Hiếu mới tóc dài dễ thương nhiều mà mới cũng khỏe quá. Tóc bẩy nắm tay rồi.
Ê, tao có nên mặc áo màu đỏ giống Hiếu không vậy? Tụi bay tự nhiên đúng nghĩa tụi bay phân biệt đối xử Hiếu luôn á. Cái hôm nó mặc áo đỏ vậy không đứa nào mặc giống nó. Tao có mang một cái đó nhưng mà tao lừa mặc quá xin lỗi mày. Khu tu nha. Trần không? Trần phải ấy không? Ý là tao không muốn tỉnh mày ơi. Trần không muốn không đi đâu, mày đổ má mày. Dạ, tao mày nói. Mày uống đi để cái họng mày nó đỡ. Mày đổ mà hút cái này cái họng mày nó khô lắm. Nhưng mà tao nhức chơi rồi, tao hít cái họng tao nó không có đỡ. Má thiệt các bạn, cái mai này khó chịu lắm á, uống nó đi. Đúng thằng vừa uống nữa đó bà. Ê mày con đĩ bán nó lừa tao mày rồi nè. Tao hiểu rồi. Nó nói cái nước này không có lợ lợ. Mà nước này lợ như cái nước lồng má nó vậy hả? Vô không về mà. Ê, đâu mất tiền kia. Vô rồi chứ. Thằng vô đi. Rồi, cái thằng quẹt rồi. Để con kiếm cho. Đóng gấp làm tao. Ừ, xong. Ừ, hút vô đi. Chưa thành đủ, tao tụi mày vô liều sớm rồi. Hai đông nắp chúng tao đi. Tao biết sao tụi nó đòi vô sớm đâu. Thì mày vô trước rồi, thôi nói chung cho hàng nó chứ hôm nay nó là... Ờ, hàng vô đi hàng. Ừ, vậy là hôm nay là Hiếu với mày. Tao kiếm một quẹt con đi ngủ. Yeah. Thằng đồ vâng. Bây giờ không có hành động. Má thằng Minh nó tìm được hộp vàng đó tụi bay à. Ủa không Diêm á, Diêm đâu à, Diêm cái lùng mẹ mày. Ủa tại sao mày thích Diêm như vậy, mày nói với tao kìa. Sẵn hôm nay trời. Má ngại vậy liền luôn á. Ngại mà tao chỉ muốn hút một điếu thôi. Khay 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 khay. Vậy đi vô. Vậy rồi. Đi vô trong lều ngủ năn nỉ á, mày nằm ngoài đây mày. Mày nhớ phủi người nha, hay rồi mày vô hả? Không hút xong rồi vô. Không rồi. Phan, tới lượt mày nè con. Má bên kia mày nhận mày bộ. Nó qua khỏi rồi. Không đụng được. Ủa má nó bự quá, tao đéo biết lấy cái gì đắp cho nó luôn. Tao bị không có lạnh á. Ơi. Ơi, đắp rồi. Vô mắt hả? Vô mắt hả? Hồi. Chết mắt. Thôi vô trong ngủ đi Khang, ngoài đây lạnh gió. Khang ngủ đi, vô trong ngủ đi, mày cứ ngã đại mẹ đi. Đi Khang, đi Khang, dậy vô cái đi rồi luôn. Vô đi men. Khỏi phủi. Vô đi men, đừng nằm xuống men. Để tôi phủi cho. Vô đi men đi men. Vô cái cũng được không sao Khang. Rồi, vô trong cho mát. Dọn cho chỗ đặc biệt. Mở ra ba, mở thêm rộng ra ba. Mày nằm giữa cũng được luôn Khang. Vô. Mày cứ nằm đi ba rồi tụi tao sắp xếp. Nhưng mà bỏ giày mày ra đi. Biết rồi. Ừ. Má tụi mày nằm tao gọi hoài mày không về, tao tưởng mày đi rồi ba. Tao sợ lắm ba. Đừng đi chỗ nào mày. Nên mà tính Nike nè. Nên mà đứng đứng dậy đứng tứ bình thường ơi, đứng tứ bình thường ơi, đụ má, đứng tứ bình thường ơi. Mày mặt mày á. Chứ mình thẻ. Đụ má thì đéo tin luôn. Đứng yên đi mày, đứng yên. Không bây giờ đừng quay, tại quay người ta sẽ nhìn mình kỳ lắm. Đừng quay vô mặt người ta không được. Mình không có được làm phiền người ta. Hiểu chưa? Rồi ok, rồi vậy đi, cứ vậy đi, cũng được. Đứng quậy chân đi, quay 4 cái chân nè. Ờ, quay 4 cái chân nè. Đúng không? Đúng. Quay 4 cái chân nè. Ừ, rồi nói chuyện, chân. Đéo thấy mặt. Rồi quay cái gì cũng được đó. Ê, Toàn nói vậy hiệu quả với lộn mày. Đi, đứng lại, đứng dậy. Quay cái chân. Rồi bây giờ đứng nè, 4 thằng đứng 4 cái chân nè. Thấy không? Đủ á, bình đẳng á chứ. Nào cũng vậy luôn. Nó hiệu quả với lộn đó ba. Rồi bây giờ mày cứ bình tĩnh đi, bây giờ mày nhìn xuống cái chân đi. Nhìn xuống cái tên rồi xong. Đây. Bình tĩnh. Đâu chơi. Ôi nhìn xuống thì quả hơn mà. Ừ đúng rồi. Thì nói chung là một cức cơ ba. Rồi ba rong bê. Rồi đậu má. Rồi dây đó nghe này. Mày không có đụng gì cức, đó là lần đầu tiên. Ok. Mày bỏ cức qua bên. Ok, nhưng mọi trường hợp luôn. Không có ai nướng cức hết. Ok, mày nhảy nhắn lại với Khang giùm. Không ai nướng. Mới một đậu má mày đứng yên đi. Đây, nhớ những cái luật cơ bản. Ý là mày không bơm, hồi nãy mày nói còn rượu đúng không? Ừ còn, nhưng mà không, bây giờ bình lại, bình tĩnh, đứng dậy. Nhưng mà xong điếu này mình đi ngủ hả? Không, thì muốn chơi thì chơi à, tao chơi được mà. Nhưng mà mày còn bao nhiêu điếu nữa vậy? Nhiều, trời ơi, má. Tụi tao còn nhiều. Không có được, đây là luật đầu tiên. Ê, đừng. Luật đầu tiên là không được làm phiền. Tụi tao xin sớm. Nè, không được làm phiền sớm, phải chỉ cái chân xuống. Thấy chưa, đủ để thấy mặt mình thôi. Không được làm phiền hàng sớm, thấy chưa? Không được làm phiền hàng sớm. Chơi đủ má chứ, tụi mình nói không được làm phiền sớm, người ta đâu làm phiền mình đâu má. Đó, chỉ mở nhạc thôi. Mình mở cái lồng đằng ngoài nữa. Ừ, tại bữa muốn kệ mẹ đó, mình muốn làm cái lồng gì hôm nay cũng được. Nhưng mà không được. Đừng nói nữa, tao hơi thông thơ. Càng nói tao càng hay luôn. Rồi, đó
bây giờ nè, bây giờ đứng dậy, đứng dậy. Mình sẽ truyền nhớ đứa này. Cái luật khi truyền là gì? Nhắc lại. Rồi hai lần rồi ba truyền. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mày, ba lần mày, được. Ừ, mày cú nó hút đầu đi, lẹ đi rồi. Yeah, ôm quá mình lồn quá lên quá. Tắt gió. Nó không rest được luôn rồi. Đồ má. Mày anh nó không rest. Tao sắp bị rest rồi nè. Mình nó không rest. Vậy á, cố gắng hết sức khi mà hút á, đừng có để cho bị ho. Mình chừng ngơn ngơn nó không bị ho, nó sẽ làm nó sặc khổ mình. Ừ, mày cứ cố gắng nhẹ nhàng, đừng có để bị ho. Ừ, không để bị ho được. Ê, cho tao skip đi, tao lụ má tao nữa rồi, tao chết luôn á. Rồi, skip đi. Quyết định đúng đắn khi không vô khách sạn. Đúng rồi bà. Quá đúng đắn luôn á. Khách sạn là vậy này, nhạc phải lộn. Khách sạn này chỉ có ngồi yên thôi. Ừ, đủ má, buổi đêm ở đây không có đi được anh. Nếu có chỗ nào đi á ba, những cái chỗ đủ má, tình lem. Đây là quá hoàn hảo, thời tiết quá tuyệt vời, mũi không hề chích một tí nào luôn. Chỉ biết là tao gãi xước mẹ mấy mấy. Mày cái miếng giải. Tao đang rỉ nước đái nữa. Cảm ơn mày. Gì mày tỉnh bây giờ mày hãy là con người đứng đắn đi, đi đứng dậy đi, đứng dậy đi đủ má nay kỳ đủ má bận rồi tông xì tông phải lồn luôn á. Rồi Di đứng dậy đứng vô cái đâu của mày sạc có chút xíu mà chạy được rồi. Đứng dậy sạc đủ rồi má, bây giờ hết pin thì họ mới lo. Ở trong cục kia vẫn còn nhiều lắm. Đây ok, bây giờ để giữ cho tụi bay tập trung thì tao sẽ kể cho tụi bay nghe một câu chuyện. Ok, câu chuyện này đủ má theo tao là khá là thú vị ba nó. Ok, ta sẽ cố gắng kể được không? Rồi ok. Tại Thái làm một ngày kia thì chị Hàng Black nó bên tao, thấy không? Nó nói là không phải lúc mà gần đây nè, lúc mà tao qua nhà nó để tao làm bài mới á, thì nó nói với tao là cha ơi, tao phải cho mày nghe cái này ảo lắm. Nó nói cái gì? Tại thường nó cho tao coi mấy cái lộn như là nhảm lộn lắm mà nếu nào hay đó, cho nên là bữa nay nó cho tao coi một cái đoạn ghi âm một cuộc gọi của một dân chơi tên là Phú Toro. Tao biết đó. Ừ đúng không? Rồi ok, biết Phú Toro đúng không? Tao biết Toro thì tao biết. Rồi Toro. Rồi nói chung là Phú Toro là một rapper ở miền Nam mình, cũng đi diễn nhiều lắm. Di có nổi nữa không? Nổi. Ok đứng dậy mày. Lần đầu tiên là đang trong tình trạng nguy hiểm, tao phải đi về. Hả? Sao vậy? Nó chết rồi đó. Rồi bây giờ đi về coi nó sao. Dí đứng dậy, dí hãy là một con người tử tế. Dí đúng rồi, đứng dậy đứng thẳng lên. Ê có chừng đi dưới mấy cái bao mấy cái á. Ôi hồi ấy ô cái có chuyện gì? Có chuyện Dí. Hả mình tỉnh Dí. Thôi đừng nói vậy ba, thôi chừng mấy cái gọc trước cái cắm trước ấy Dí, từ từ Dí. Thôi dùng một đá này nọ kia. Rồi đứng lại kiểm tra không tất nhiên là không thằng ơi mày ổn không hay còn hở được mẹ cái lộn như okay. Người ta ngủ rồi mà đồ má mũi quá trời kìa, thôi vô đóng lại ra trời mũi quá trời luôn rồi. Mũi quá mũi mày nghĩ mũi vô hay tao thấy gì hết mũi nó vô hay đóng lại đi. Tao nghĩ là mình vô luôn đi. Gì hả vô chồng đi cái lộn gì vậy ba? Tao biết ở đâu chân nào chân lật gỗ là lật sao đây là nó trong nào chịu dạng không chỉ có ngồi yên. Rồi bây giờ mày nằm yên luôn đi. Không đi vô trong kia mũi lắm á, nó chích mày xuống quý chích mẹ luôn á. Ừ bây giờ mày lết vô trong đây được không Di? Không mới lết đâu, để tao ngồi yên, tao hít đang ngồi. Nhưng mà mày phải vô để đóng lại mũi ba. Mày đóng đi, đóng đi. Tao đóng lại. À nguyên đám tụi bay vô luôn hả? Ờ. Rồi tụi bay vô trước đi để tao ngồi. Đúng má phải đóng lại mới vậy. Mày nó bị thì tao khinh mày vô mày vẫn lết vô mà. Ơi, chơi rượu bài. Nữa đi ba. Chơi rượu. Rượu nữa hay gì? Vô gì ơi. Ok. Có. Vô đi. Vô gì? Ở đây đi. Không vô rượu hả? Nó ngọt rồi. Ê cái này nó đủ để nó ngăn mũi. Ở đây có mặt bằng phẳng. Vodka Sprite nha. Chu Order đi. Ok, rồi chơi luôn. Nhưng mà không có mặt bằng phẳng nên ta đéo chơi chỗ đó nữa.
không có mẹ gì đâu. Bánh đu xì cũng được. Bánh đu xì ừ, bánh đu xì. Sao không phẳng? Tôi giỏi cái trời đó. Có cái lộn gì đó. Ê, có thằng nào chị ơi, chị rất chị đó nghe cho mọi người. Ê mà khoan chua ra giống như là mày cống hiến hết mình vì mày cho thằng Minh vậy. Cãi à. Ok, vậy là tôi nghĩ là tụi mình thua nhưng mà bây giờ là đầu má luôn đi. Giờ đầu má có cái lòng gì cũng nói đi. Ờ thì tùy người hỏi thôi. Ừ, kệ mẹ nó. Cái trò này chơi sao? Chua đe đó là nghĩa là sự thật hay là mày bị phạt? Bị giống phạt vậy. Phạt là giống như giờ sự thật á thì mày cứ tao hỏi tụi mày gì mày trả lời. Chơi chu thôi đừng khỏi chơi đe. Ừ. Nghĩa là mình không ra lời chơi chu nói sự thật với nhau cho vui. Thì có nhiều đứa nó không muốn nói thì cho nó đe. Thì cứ người đứng hàng chót là chịu, ba người còn lại hỏi vậy thôi. Ok. Nhưng mà hỏi là phải nói thật đúng không? Ừ đúng rồi, hỏi là phải không nói thật được không vậy? À không, kệ mẹ nó, bây giờ đậu má mình cũng nghe nhau thôi, có lòng gì đâu má. Ừ, sáng mai là tao chết rồi. Vậy thì tao sẽ nói dối, đậu má. Ở đây tao là chùm nói dối. Ê, có thằng nào cho tao cái mượn cái gì đó có đẹp được không? Đó, à mày định quấn đúng không? Mày rồi đưa đây để tao. Cái gì cũng phải là để tao. Mấy cái bụng tao nó căng bãi lồn luôn á mày. Sao tại sao vậy Hiếu? Mình ăn cũng nhiều vậy liền. Ô, để mà chỉ nó là tao uống đất đi, chỉ nó đi. Chỉ nó cái gì? Cái bụng như nó đang xì kình nó sình ra luôn vậy ba. Chỉ xuống đất gì? Chỉ xuống đất. Bữa trước cũng hút vậy á. My friend. Chỉ xuống dưới đất luôn, chỉ xuống đất luôn, chỉ xuống đất luôn, chỉ xuống đất luôn. Ừ đúng rồi. Không, lên lên xíu, lên xíu. Ừ, được rồi. Ờ, Hiếu ơi, giờ không có tìm được cái GoPro của ai đẹp quá. Cái này là quốc ca với subscribe. Là phải để vậy hả? Để vậy có bị gì không vậy? Đồ má. Nó đang quay á hả? Có pha rượu không? Có. Không, tao phải giữ không ba tao tao. Không, không ừ thôi được rồi. Ê cái này nó phải là nó phai không mà là hey, nó bua luôn á ba. Gà brew hả? Nó là rượu luôn á, đéo pha cái củ cạch kia luôn á. Ủa? Không có bua ba, có subscribe mà. Subscribe hay chi nó đéo có. Ủa sao đụng máy này nó đang quay hả? Dạ đang để thu âm đụng mấy món anh em mình có cái gì chơi chơi. Nó có quay không? Chu thì đang thì tắt. Quay nhưng mà chị anh chờ. Mà có còn chị. Để cho tao mượn miếng này nghe. Tất cần đồ vân ta đã bước phòng để chơi. Mẹ. Thật lắm. Ô đụng mẹ. Thôi nó ngủ đi ba. Má hồi đó làm cái bài đó nó vui ở lồ luôn ba. Tại đủ mấy cái bài đó tự nhiên làm nhanh phải luôn. Bình thường là một cái bài mà cỡ đó đó ba là làm lâu lắm. Đâu à? Tại vì ông mới phải đợi người này, cổ đợi người kia, đợi này. Chìa khóa mày cầm về chưa hay mày để cắm đó? Tao cố gắng tao bỏ vô rồi. Bỏ vô cốt hả? Quăng vô trong đây luôn. Ờ thôi cả đi mai tôi kiếm sao. Bài đó là mọi người làm rất nhanh. Tao chỉ có cái quý giá là cái điện thoại. Cái bài đó hay một cái là biết sao? Cái điện thoại tao mất. Bài đó hay một cái là biết sao? Cái bài đó là tao nghĩ từng người á đều làm sâu phần của nhau hết, có nghĩa là cái thứ tự mà nghe trên bài á là thứ tự mà dưới luôn á. Chứ ta dưới một lúc phải tù phải lo không nhắn tin cho ta là còn lâu nữa. Cái này cái flow á nói nhỏ hết á. Rồi kêu rồi giết theo lên từ 7 giờ. Vậy vậy mày. Tối qua mày ôm vàng Hiếu ngủ không? Vàng dạ. Để Hiếu đi đầu rồi kìa. Không ba, tao ngủ tao lấy đó, tao làm gối của tao đó ba. Tao không biết nữa. Nè tao ngủ tao lấy cái này làm gối dài cũng lồn là làm gối. Không ba, không ba tao biết tao làm nên cái gì luôn. Nè cái này làm gối của tao nè. Tao nhìn thấy điện thoại của tao là đủ mới có tin nhắn. Tao nhớ là tao đã rep rồi tao mới ngủ mà sáng dậy tao thấy tao chưa đi.
chưa cửa là tao hút và tao có cảm giác gì chỉ có hút thôi, chưa thấy vui rồi. Để đây nữa mình không mày không quay như là đủ mấy giáo viên đi rồi đi đủ đi dàn đi lâu rồi còn phải lâu lâu tài đi gác nó đứa nhỏ mỗi người làm một combo trước khi đi ngủ giống như là sang rồi đánh đốt hết mọi thứ rồi đi ngủ nhưng mà tôi dùng chai quá tôi không có đúng sợ tôi chạy hết ra má giục cái chạy hết ra luôn phải luôn mày cái đồi nó dốc nó xéo nè ba mà mày chạy xe xuống rồi thì tao cũng chạy cao hơn cái chỗ chùa ấy luôn ờ ủa đi ghê quá ha cổng trời không bằng mà cổng trời là chỗ mà vậy cho nói chung chỉ không có được gì ngoài kỹ xảo. Kỹ xảo thì ghê hả? Kỹ xảo, ừ, kỹ xảo ghê lắm, kỹ xảo ghê gọi là đẹp nhất là lúc mà cái thằng mà cầm hai cái đao đánh á, thằng ham á, rồi thằng nó đánh á, gọi là giống như trong nhìn da gì nhìn da vậy á, coi vậy thôi, đã mất khúc đó thôi, nhưng mà về sau nhảm nhất là con gấu là con nhịn nhất. Dạ, sao nó giống giống, tất cả nó giống như là Guardian of Galaxy á. Làm gì tục tiểu rồi. Rồi mình ra bên bãi đâu cứng chưa mà vẫn cười á.